Hello anh em, thì có một bạn đặt câu hỏi với mình đó là loại cá ranh chu nào là đẹp nhất. Thì cái câu hỏi này thực tế là nó không có câu trả lời anh em nha. Không biết anh em đã từng nghe cái câu này chưa? Tức là vẻ đẹp của người thiếu nữ á nằm trong đôi mắt của cả si tình. Tức là sao? Tức là cái vẻ đẹp của một cái gì đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái ý kiến, ý định chủ quan của cái người nhìn, chứ nó sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái chủ thể đó. Ví dụ như mình nhìn một cô gái mình thấy rất là đẹp, nhưng mà có thể thằng bạn mình lại thấy rất là bình thường, tại vì không hợp gu, đúng không? Thậm chí là các bạn để ý đi, những cái cô hoa hậu họ tham gia những cái cuộc thi rất là lớn, họ có ban giám khảo chuyên nghiệp dựa trên những cái tiêu chí rất rõ ràng. Tuy nhiên thì vẫn có người khen người chê, chứ chả có cái cô hoa hậu nào mà tất cả mọi người đều khen cả. Đến cả hoa hậu á mà còn có người khen người chê thì nói chi tới mấy con cá, thì làm gì có khái niệm là cái loại cá nào là đẹp nhất. Nó đẹp hay không là do bạn, tức là bạn thích con cá đó, bạn thích cái loại đó thì là nó là đẹp. Còn bạn đừng quan tâm tới tiêu chuẩn của người khác, tại vì cá của mình chơi, cá của mình ngắm, cá của mình cảm nhận mà. Đâu phải người ta nuôi đâu mà mình quan tâm tới những cái tiêu chí, những cái lý thuyết của người ta, đúng không? Cá của mình chơi quan trọng là gì? Nó vừa mắt mình, nó hợp nhãn mình, nó vừa túi tiền của mình thì mình mua thôi. Còn cái vấn đề những cái tiêu chuẩn về cá đẹp á, thì thật ra các bạn chỉ nên quan tâm nó nếu như là các bạn quyết định là đi thi giải. Thí dụ bạn đi thi cái giải của Indo hay của Thái hay là của Trung Quốc đây hay là của Nhật, thì các bạn phải quan tâm xem là cái tiêu chí họ chấm điểm như thế nào để các bạn đưa những con cá phù hợp đi thi thì nó mới có khả năng đạt giải cao. Còn thí dụ bạn đưa một con cá, thí dụ bên đó người ta thích đuôi ngắn, bạn đưa con cá đuôi dài qua là rớt, đúng không? Còn nếu mà con cá mình chơi thì quan trọng nhất là gì? Đó, quan trọng là hợp mắt, hợp nhãn của mình, đó là điều quan trọng nhất. Còn cái vấn đề mà một con cá đẹp á nó như thế nào á thì thật ra nó giống như cái vấn đề thời trang vậy các bạn. Nó thay đổi theo năm tháng. Tức là có lúc thì người ta chuộng loại này, có lúc người ta chuộng cái loại kia, nó sẽ thay đổi dần dần theo thời gian và có tính gọi là vận động một cách liên tục, chứ nó không cố định. Thí dụ hồi xưa có người thích là đuôi dài, bây giờ người ta lại thích đuôi ngắn, thí dụ vậy. Hồi xưa thì có người ta thích đầu xù, bây giờ người ta lại không thích đầu quá xù, người ta lại thích lưng to, thí dụ vậy. Đó là cái tiêu chuẩn đẹp qua mỗi cái thời kỳ nó khác nhau. Cái đó là tiêu chuẩn chung của cộng đồng của mọi người. Còn bây giờ vấn đề là nằm ở bạn. Bạn thích con cá như thế nào thì bạn mua con cá như thế đó. Đừng quan tâm tới câu chuyện là người ta thích con cá như thế nào. Đừng có chạy theo số đông, chạy theo đám đông. Tại vì khi mà bạn chạy theo số đông, có thể bạn mua một con cá mà nó đẹp theo cái định nghĩa của cái đám đông đó, tức là họ thích con cá như vậy, nhưng mà về bản thân bạn, bạn lại không thích nó, thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Tại vì con cá đó là con cá bạn nuôi, bạn ngắm, bạn nhìn nó mỗi ngày, nó phải là con cá đẹp đối với bạn thì bạn mới thích được. Chứ bây giờ bạn giống như bạn đang đi cưới vợ đi, nhưng mà bạn cưới vợ theo tiêu chuẩn của người khác, tức là người khác thấy cô gái đó đẹp thì bạn cưới về, nhưng mà bạn lại không thấy người đó đẹp, thì liệu bạn có thể chung sống lâu dài được không, đúng không? Ok, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.